say ngày mừng. Chiều nhau tiên bước tới, xin Thiên Chúa ban ơn phúc trên trời. Phù trợ đôi ta nơi nơi, sống chết không thay lời. Từ đây đoàn nguyện kết thúc giao duyên, khi năm tháng phai tàn tình yêu luôn mãi nguyên tuyền. Duy chung một bên, trên trời giáng phúc thi ân, khi cây đắng khi ngọt bùi luôn chia sớm thông phần tương giao tình thân. Dìu nhau tiến bước tới, trao tay hứa yêu nhau mãi trong đời. Hòa nhịp đôi tin con đời, quyết đã say ngày mới. Dìu nhau tiến bước tới, ban ơn phúc trên trời, cùng chờ đôi ta nơi nơi, sống chết không thay lời. Dìu nhau tiến bước tới, trong đời hòa nhịp đôi tim con người, quyền đặt say ngày mới. Dìu nhau tiến bước tới, xin Thiên Chúa ban ơn phúc trên trời. Phù trợ đôi ta nơi nơi, sống chết không thay lời. Dìu nhau đi vào lối bước lai, yêu nhau thiết tha rồi còn lo chi những u hoài. Say men tình ái ngàn năm cầu thề thắm thiết không phai, chung xây đắp gia đình được luôn êm ấm trong ngoài, vai luôn kề vai. Dìu nhau tiến bước tới, trao tay hứa yêu nhau mãi trong đời. Hòa nhịp đôi tim con người, đắp xây ngày mới. Dìu nhau tiến bước tới, xin Thiên Chúa ban ơn phúc trên trời. Phù trợ đôi ta nơi nơi, sống chết không thay lời. Phù trợ đôi ta nơi nơi, sống chết không thay lời. Phù trợ đôi ta chết không thay lời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cầu đoàn chúng ta rất vui mừng hiệp dâng thánh lễ thành hôn của anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng và chị Maria Trần Thị Hiền. Trong ngày hiệp dâng thánh lễ thành hôn và mừng đôi bạn được kết hôn với nhau nên vợ chồng thật trước mặt Thiên Chúa và Giáo hội, chúng ta có sự hiện diện của quý cha quê hương. Chúng ta đồng một tràng vỗ tay chào đón các ngài. Có sự hiện diện của đông đảo hai họ hôm nay có mặt ở nơi đây, chúng ta chào đón hai gia đình hai bên. Rồi có sự hiện diện của các quý khách gần xa cũng về hiệp dâng thánh lễ và chúc mừng cho đôi bạn hôm nay. Và đặc biệt là cái sự hiện diện của ca đoàn giáo xứ Thái Hà ở thủ đô Hà Nội, ông bà anh chị em hôm nay về phục vụ cho anh chị hôm nay, vì chị Hiền cũng là thành viên của ca đoàn hôm nay đây. Chúng ta cùng chào đón ca đoàn bằng một tràng vỗ tay. Chúng ta bước vào thánh lễ cách sốt sáng, dâng lên Chúa những lời tạ ơn về những hồng ân Chúa ban cho cộng đoàn và các gia đình của chúng ta hôm nay. Chúng ta cầu nguyện cho đôi bạn được chu toàn bổn phận trong bậc hôn nhân gia đình của mình. Ở đây chúng ta xin Chúa tha thứ tội lỗi thiếu sót để xứng đáng bước vào thánh lễ. Anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa chung quanh anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng và chị Maria Trần Thị Hiền trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến như bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúa, Chúa con cảm tạ Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây, là anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng và chị Maria Trần Thị Hiền, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thứ, thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói: nàng là lấy xương từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Phúc cho những ai tôn sợ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời Ngài. Hiện thế trong gia cư bạn như một thân nho tốt tươi, nàng đem bao nhiêu hoan lạc với muôn trái thơm dịu ngọt. Này đây vây chung quanh bạn đàn con khôn ngoan xinh đẹp, tựa như ô liu xanh dần trôi non đang lớn, Chúa thương chờ che. Người thương luôn ban cho bạn an bình, hân hoan sướng vui. Vì đây bao nhiêu phung lòng chứa chan suốt trong một đời. Bạn ơi, công lao tay bạn dài lâu ra hoa thơm nụ, mừng cho Sion hưng thịnh và vui con cháu lớn khôn tài hoa.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta. Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy tùng phục chồng mình như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính người là đấng cứu độ thân thể mình. Như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh. Khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh, để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tì ố, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính bản thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy, mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ: đây là huấn lệnh của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.
Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, có một cái câu chuyện dụ ngôn kể như thế này. Một em bé kia bị trượt chân rơi xuống giếng, và em kêu khóc bởi vì em sợ hãi, và đồng thời theo phản xạ tự nhiên thì em gào thét. May thay, lúc đó có một người đi ngang qua. Người này thấy vậy thì rất là tội nghiệp em bé, nhưng mà anh ta chẳng biết làm sao hơn, vì trong tay chẳng có cái gì để mà cứu em. Mà theo kinh nghiệm cá nhân của anh ta thì anh ta nói nghĩ rằng rồi cũng sẽ có cách thôi, đấy, mình cũng có thể cứu được mình. Vì thế anh ta hét lên dưới giếng là: "Ê em này, em cứ bình tĩnh đi, rồi từ từ sẽ tìm ra giải pháp." Rồi anh ta ra đi. Lúc đó lại có một người thứ hai đến. Người thứ hai này cũng thấy thương em bé, nhưng mà rồi thì anh ta lại không biết cách nào, thì anh ta bắt đầu tra cứu các cái tài liệu kim cổ để xem có giải pháp nào không. Rồi anh ta nói với em bé rằng: "Ê, cứ chịu khó làm sao để khoét vào vách giếng, lấy được các bậc thang, rồi bước theo đó mà lên dần." Thật là một diệu kế, nhưng mà em bé nó làm sao có thể khoét được vào tường vách để mà lên được. Vì thế nó càng gào thét hơn. May hết sức, vào lúc em bé gần kiệt sức thì có một người thứ ba nghe thấy tiếng khóc dưới giếng. Anh ta chẳng kịp nghĩ ra cái gì, anh ta lao mình xuống giếng. Đấy, và nhờ những cái sợi dây cây ở trên bên cạnh giếng mà anh ta ấy có thể cứu được em bé từ dưới giếng lên. Thật là hú hồn. Đã dĩ nhiên đây là câu chuyện bịa rồi, nhưng mà nó là một câu chuyện dụ ngôn được người viết viết ra để mô tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thiên Chúa yêu thương nhân loại không phải là dùng cách thức ấy để mà suy theo kiểu kế sách hay tư tưởng, hay là giải thoát mình bằng cách suy niệm tâm hồn tìm ra giải pháp. Chúng ta đang ở trong một phục sinh, chúng ta vừa mừng lễ phục sinh, đặc biệt là chúng ta trải qua tuần thánh rất là sốt sáng và đại lễ phục sinh. Chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa không có đứng ở xa, không có tìm cách để hướng dẫn con người ra khỏi cái sự đau khổ, mà một Thiên Chúa dám nhảy xuống ấy, làm thân phận con người trở nên người giống như chúng ta. Ngài cũng chịu thăng trầm đau khổ như chúng ta, Ngài cũng chịu những cái sự sợ hãi hãi hùng trong vườn Gethsemane, để rồi Ngài cũng chịu chết trên cây thập giá như chúng ta phải bị chết, rồi sau đó bị chôn ở trong mộ ấy. Thế nhưng mà chúng ta đang mừng đại lễ phục sinh, có nghĩa là chính Ngài đã đưa cái bản tính nhân loại của chúng ta vượt qua tăm tối của sự chết để đưa vào sự sống. Giống như cái nhân vật thứ ba ở trong câu chuyện, Thiên Chúa đã đi vào trong lịch sử của con người, mang lấy thân phận con người, mang lấy thân phận phải chết, để đưa cái bản tính phải chết của chúng ta đi vào cái sự sống. Và chính Thiên Chúa đó, nơi Đức Giêsu Kitô trong bài tin mừng hôm nay được trích từ diễn từ biệt ly của Chúa Giêsu với các môn đệ, thì đã nói rằng: "Đây là huấn lệnh của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu mến các con."
Yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con là làm sao? Là sẵn sàng từ bỏ bản thân mình để mà đi vào ấy, trong cái cuộc sống của người khác, sẵn sàng đồng cảm đặt mình vào địa vị của người khác, sẵn sàng chia sẻ cái thân phận của người khác để rồi mà có thể giúp đỡ đồng hành ấy, với anh chị em mình trong cái cuộc đời của mình. Đấy là giới răn mới mà chúng ta đã suy niệm rất là kỹ càng trong tuần thánh. Yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Chúa dạy các môn đệ như vậy và Chúa cũng dạy chúng ta như thế. Và mỗi người Kitô hữu khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta tuyên bố chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta bước theo Ngài. Thế cho nên cái giới răn yêu thương này là giới răn đòi buộc mỗi người chúng ta phải thực hiện trong suốt cuộc đời của chúng ta khi chúng ta suy tôn tình yêu Thiên Chúa. Một trong những cái hình ảnh mô phỏng rất cụ thể của tình yêu Thiên Chúa đó chính là tình yêu hôn nhân gia đình. Nhưng bà anh chị em cứ thử suy gẫm trong cuộc sống gia đình của chúng ta mà xem. Từ những người trẻ không biết nhau ghép thành một đôi bạn trong đời sống yêu thương gia đình, họ phải làm sao? Họ phải từ bỏ đi những cái gì là tự do cá nhân của mình để rồi dâng hiến cuộc đời mình cho nhau, để kết hợp với nhau, để đồng hành với nhau trong cuộc đời. Thế cho nên Thánh Phaolô ở trong bài đọc 2 đã diễn tả tình yêu của hôn nhân giống như tình yêu của Thiên Chúa đối với hội thánh. Thiên Chúa yêu thương hội thánh đến mức ban cho xả thân mình ấy, để mà cứu hội thánh ấy, để mà thanh tẩy hội thánh. Tình yêu vợ chồng được ví như vậy. Hôm nay chúng ta mừng vui trong ngày hai cháu Hiền và Dũng đây kết hôn với nhau. Hai cháu đã học hiểu về giáo lý hôn nhân trước khi bước vào thánh lễ này và chắc chắn đều nhắc nhớ lại những gì mình đã được học ở trong các lớp giáo lý hôn nhân đó về cái bí tích hôn nhân. Trong tình yêu hôn nhân đòi buộc mỗi người ấy phải đi ra khỏi bản thân mình, đang từ những con người tự do thích theo ý mình, làm việc cuộc đời theo ý mình ấy, rồi những chọn lựa theo cái cá nhân của mình. Bây giờ hai người sẽ phải từ bỏ những cái riêng mình ấy, theo hình ảnh của Thiên Chúa, từ bỏ ấy, từ bỏ ngai vàng quyền quý cao sang của mình để xuống làm người cứu độ con người, đồng hành với con người ấy. Thì hai bạn cũng vậy. Tôi không nói là bạn nào rơi xuống giếng, bạn nào nhảy xuống vớt đâu ấy, bởi vì hai bạn đều là rơi xuống giếng cả. Thế nhưng mà hai bạn phải làm sao để cùng với nhau ấy, vượt qua tất cả thăng trầm của cuộc sống bằng lời ban hứa hôm nay, đó là yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Muốn làm được như vậy, hãy chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa. Và rồi khi chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa và nhớ lại huấn lệnh mà Chúa truyền ấy, thì các con sẽ phải cố gắng để xây dựng cái đời sống hạnh phúc gia đình của mình theo khuôn mẫu tình yêu của Thiên Chúa dành cho giáo hội. Ước gì những lời đoan hứa hôm nay sẽ được Hiền và Dũng thực hiện trong suốt cuộc đời của mình, để chúng ta không phải là những người chỉ ở bên ngoài nhau, chỉ ở trong cái tình thương theo kiểu trên môi trên miệng, mà là tình thương dấn thân, tình thương hợp nhất với nhau, cùng nhau phụng sự cho tình yêu vợ chồng của mình, cùng nhau hướng tới sự sống nơi việc giáo dục, sinh sản giáo dục con cái, và cùng giúp nhau nên thánh trong cái đời sống gia đình. Nguyện xin Chúa luôn luôn ban muôn phúc lành trên tình yêu phu phụ của chúng con chuẩn bị kết hôn đây, và xin Chúa luôn giúp chúng con hiểu rằng tình yêu này khởi phát từ chính trái tim yêu thương của Thiên Chúa được đặt vào trong trái tim của nhân loại của chúng ta, để rồi chúng ta sẽ trở thành những con người nối tiếp tình yêu của Thiên Chúa trong việc làm nên một gia đình hạnh phúc, một gia đình tràn ngập yêu thương.
các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ đây để muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính Người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, Cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng và chị Maria Trần Thị Hiền, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có được hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi tự do chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban cho và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của nhau trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Nguyễn Tiến Dũng nhận em Maria Trần Thị Hiền làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Trần Thị Hiền, xin nhận anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con, sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Trần Thị Hiền, xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng, xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cộng đoàn chúng ta nồng một tràng vỗ tay chúc mừng cho đôi cặp vừa mới được thành hôn theo luật Thiên Chúa và Giáo Hội. Chúng ta cũng chúc mừng cho các gia đình của anh chị hôm nay. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các gia đình và đặc biệt là gia đình mới này, trong giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta. Một lần nữa chúng ta chúc mừng tất cả chúng ta. Chúng ta đứng lên dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị em chúng ta đây, chúng ta hãy ký thác những anh chị em này cho Chúa. Xin cho hai tín hữu Chúa đây là anh Giuse Dũng và chị Maria Hiền vừa liên kết với nhau cách thánh thiện qua bí tích hôn phối, được khỏe mạnh và được ơn cứu độ muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy
Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho giao ước của hai anh chị. Như xưa, Ngài đã sẵn sàng thánh hóa tiệc cưới tại Cana. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin Chúa ban cho hai anh chị được hưởng tình yêu hoàn hảo và phong phú, được Chúa trợ giúp và được sống bình an, và trở nên chứng tá tốt lành cho danh xưng Kitô hữu của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin cho dân Kitô mỗi ngày thêm sức mạnh, và cho tất cả những ai đang gặp cảnh gian nan khốn khó được ơn trên phù giúp trở che. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Xin Chúa Thánh Thần làm sống lại ơn bí tích và cho các cặp vợ chồng đang hiện diện nơi đây. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để y lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Thiên Chúa, lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này, là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến các tội tự Chúa là anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng và chị Maria Trần Thị Hiền mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa kêu thế và theo Thầy thương Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chị chúng tiến ra giữa bàn thờ quỳ cộng đoàn của chúng ta cầu nguyện cho đôi tân hôn này. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên cặp vợ chồng này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Trần Thị Hiền và bạn trăm năm của chị là anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái để điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần thế, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em mới chúc bình an cho nhau. Yeah.
Lạy trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có yêu thương nâng đỡ uy an, sân son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng dẫn lâu muôn trùng luôn bước ơi hùng, sống bên con nâng đỡ chờ che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho
trong nhau. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi lưu lại trong nhà. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi trần thế, để những người đau khổ nghèo đói nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
Nguyện xin Chúa ban xuống cho hai người đời yêu thương trong thánh ân của Ngài, cùng nhịp bước cất tiếng hát mừng vui mến yêu người.